Dạ. nằm trỏng thấy chết rồi, bác sĩ kêu anh về rồi nhờ bác sĩ trỏng Dạ. cứu vô biết nhiều luôn. Rồi cha mẹ của con bé này ở đâu chú? Bỏ nhỏ đâu lớn giờ rồi đâu. đi đâu tương luôn, không thấy tương, không thấy về nhà luôn. Dạ. Bỏ đâu giờ đâu. Nuôi chết luôn, chạy lâu ế đâu có tiền hết hết chú chết không có tiền mua chết nữa. Là cha mẹ đã bỏ khi lúc mà còn nhỏ rồi, là không thấy đường luôn chú ha, là do ảnh hưởng của căn bệnh tiểu đường nữa chú ạ. Mới 15 tuổi được cô chú anh chị, nhưng mà em mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, đó là căn bệnh tiểu đường đó. Rồi ăn uống có được bình thường không cô chú? Câm điếc và mang trong người căn bệnh tiểu đường, rồi thêm một cái căn bệnh tim nữa. Cô thì tai không nghe rõ, rồi cũng điếc luôn. Dạ, Quỳnh Trung xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Quỳnh Trung quay trở lại với công việc thiện nguyện. Thì hôm nay hiện tại Quỳnh Trung đang có mặt ở trên đường Võ Trường Toản, ở trong một cái con hẻm rất là nhỏ cô chú anh chị. Thì hôm nay Trung vào thăm và tìm hiểu hoàn cảnh của một cậu bé mang trong người một cái căn bệnh hiểm nghèo của cô chú anh chị. Em vừa mang trong người một cái căn bệnh tim và thêm một cái căn bệnh tiểu đường nữa cô chú anh chị. Một cái căn bệnh mà phải nói là không có ai muốn, với lại cái tuổi của em thì rất là nhỏ. Em mới có mười mấy tuổi rồi cô chú anh chị, thì hiện tại mắt của em cũng đã mờ rồi, không không có thấy đường rõ của chú anh chị. Thì hiện tại em ở với lại ông bà trong một cái căn trọ. Thì bây giờ Trung xin mời quý cô chú anh chị mình cùng chung vào để mà tìm hiểu hoàn cảnh của em. Trong một cái con hẻm này cô chú anh chị rất là nhiều một cái căn trọ cũ kỹ nè. Ở đây thì cô chú mình đóng một tháng chỉ có 600 ngàn thôi. Đây là hoàn cảnh của em, tên là Giang. Ở đây là ông ngoại của Giang. Dạ con chào chú. Dạ con chào cô. Dạ thì để con xin phép con vào trong để mà tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình mình cô chú ha. Chú ơi mình có thể vô trong ngồi chú. Dạ mình dạ dạ nãy giờ chú đi đâu mà mắc mưa? Chú ra đón con đúng không? Dạ khi nãy thì Trung vào cho nên là cũng hỏi đường tùm lum thì sát bên nhưng mà cũng hỏi đường người ta. Dạ ở đây thì mình ở cái căn trọ này được lâu chưa là cô chú? 10 năm hả? Thường ngày thì công việc chính của cô chú là mình làm gì? Chạy xe lôi rồi mẹ cha mẹ bỏ rồi nuôi này bán vé số rồi bán bò rồi. Dạ thì hôm nay con vào để mà tìm hiểu. Bữa trước thì con cũng có gặp chú ở trên đường Trần Phú, thì chú cháu mình cũng có trò chuyện là về đứa cháu của chú. Thì hôm nay con vào con cũng xin được phép hỏi kỹ lại, với lại là cũng mong muốn là gửi đến quý cô chú mình một cái hoàn cảnh của cô chú đây. Dạ thì con xin được phép hỏi đây là cháu cháu nội hay là cháu ngoại của Cháu mình chú? ngoại, cháu ngoại. Cháu ngoại của chú ha. Năm nay thì em bao nhiêu tuổi chú? 15 tuổi rồi hả? 15 tuổi. Dạ. Để con xin phép con lấy cái ghế con ngồi cái rồi con trò chuyện với lại cô Kéo chú. xuống, kéo vô đi anh. Dạ. Kéo xuống cho anh quay. Dạ được rồi chị. Dạ thì cứ mang khẩu trang đi không sao đâu. Dạ tại vì dịch Cho bệnh anh mà. lấy thì lấy Dạ xuống. em thì năm nay 15 tuổi, mang trong người căn bệnh Tim tim tiểu đường. và tim với lại tiểu đường luôn. Bị như vậy là hồi lúc mới sanh ra hay là chỉ mới bị đây thôi vừa cô chú? Bị 5 tháng 5 rồi đó. Là 5 6 năm nay rồi. Trước đó thì em vẫn bình thường đúng không cô? Cũng bình thường á, sao 5 tháng 5 cái nó làm luôn á, nằm theo anh tử là chết rồi. Dạ. Nằm trỏng thấy chết rồi, bác sĩ kêu anh về á, rồi nhờ bác sĩ trỏng cứu Dạ. vô biết nhiều luôn. Rồi hàng ngày như vậy thì em có dùng thuốc gì không cô chú? Chết nè, chết ngày 2 mũi à.
Dạ dùng thuốc chích ha. Ừ, chứ đâu cũng thuốc đâu chích ha. Dạ. Một ngày là 2 mũi. 2 mũi, sáng thứ 10, chiều thứ 8. Dạ. À, như vậy thì mình có được hưởng cái hộ nghèo gì không cô chú? Không, không có hộ nghèo chứ. À, cô chú thì quê quán của mình ở đâu? Ở đây là đó, nhà ở đường ở dưới Bà Lạc á, rồi giữa tổ rồi bà gì đó ăn luôn rồi không cho ăn cắt luôn. À, là nhà mình chứ đó. Ở chung ba hộ đó, đó. Đó, dạ, có nghĩa là mình ở trong một cái căn nhà đó là ba bốn hộ. Rồi sau khi mà giải tỏa ra thì cũng không còn tiền bạc gì luôn. Vì vợ phải làm giấy tờ phải kiếm luôn á, đâu có cắt bạc đâu. Chị khóc luôn. Đúng rồi. Bị bệnh nữa, bị lãng tai nữa. Đau. Chú tên gì chú? Nguyễn Văn Tuấn. Chú Tuấn, năm nay chú bao nhiêu tuổi? 64 rồi. 64 tuổi. À, cô mình tên gì cô? Nguyễn Thị Hạnh. Nguyễn Thị Hạnh á. À, cô Hạnh. À, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Dạ 60. Cô 60. Hiện tại cô có mang trong người bệnh gì không? Bệnh hoài gì, đau đầu hoài gì? Đau. Bữa bán bữa không. Dạ. Rồi hàng ngày chú thì đi chạy xe lôi. Ừ. Còn cô thì làm công việc gì? Bán vé số á. Là cô bán vé số về để mà mua nuôi thằng bé này. Ừ. Dạ. Rồi cha mẹ của con bé này ở đâu chú? Bỏ rồi, bỏ rồi. Bỏ nhỏ lớn rồi, đi đâu cũng tương luôn, không thấy đường, không thấy về nhà luôn. Dạ. Bỏ rồi, đâu bây giờ đâu. Nhưng muốn chết luôn, chạy lôi ế, đâu có tiền, thì hết chú chết, không có tiền mua chết nữa. Là cha mẹ đã bỏ khi lúc mà còn nhỏ rồi. Ừ. Chú được mấy người con? Thì hai trai hai gái. Là bốn người con. À, những người con của chú thì có được khá giả không chú? Không, mèo hả? Em muốn nhà đó, em muốn ở bên Cầu Dầm Chư rồi. Là cũng sống cái cảnh mà ở nhà trọ rồi mưu sinh thôi. Chứ cũng không có làm cái công việc mà nó ổn định đúng không chú ạ? Dạ. À, bé hiện tại có nói chuyện gì được không? Câm, bị câm đi chứ. Là bị thêm một cái căn bệnh mà bị câm nữa. Dạ, câm luôn. Câm rồi nó bệnh tim ở cái đường được. Bé có đi lại được bình thường không? Giờ đi mà không à. Dạ. Đâu cô cho bé đứng lên giùm con xíu được không? Đó. Đứng con. Là không thấy đường luôn chú ha, là do ảnh hưởng của căn bệnh tiểu đường nữa chú ạ. Mới 15 tuổi rồi cô chú anh chị, nhưng mà em mang trong người căn bệnh hiểm nghèo đó là căn bệnh tiểu đường. Đó, rồi ăn uống có được bình thường không cô chú? Dạ, là ăn cũng kiêng cử đồ này kia cô chú ha. Nhưng mà mình cuộc sống nó đã khó khăn rồi mà ăn uống kiêng cử nữa thì rồi dùng thuốc như vậy thì một tháng đó, bé nó tốn khoảng bao nhiêu tiền thuốc cô chú? À, con ngồi xuống đi con ngồi xuống đi. À, là câm điếc và mang trong người căn bệnh tiểu đường, rồi thêm một cái căn bệnh tim nữa. Cô thì tai không nghe rõ, rồi cũng điếc luôn. Có di truyền không? Có di truyền qua cháu mình không cô? Ồ, không nghe luôn cô chú anh chị. Ở đây thì bà con mình làm cái công việc gì là chính cô chú? Rồi làm này làm kia mấy chú rồi làm gà dịch cầu mướn người ta. Dạ rồi chú mà đi đạp cái xe lôi như vậy đó thì một ngày chi phí của chú được bao nhiêu tiền? Thì cũng có một cách hả? Không ai kêu hết chứ. Dạ, có nghĩa là mình chạy ra đó giống như là hên xui thôi chú ha. Chú chở thì chú 50 vài chục mà không ai kêu luôn. Dạ. À, ở ngoài đó thì có nhiều cô chú mạnh thường quân mình gửi quà cho mình không? Con thấy có mấy bữa có mấy đoàn từ thiện rồi người ta đi ngang người ta cũng cho gạo đó, chú có nhận được không? Lâu lâu thì thôi thì cho vô gạo 5 kg vậy. À cũng có gạo đồ này kia để mà ăn ha. Tấp đổi về để mà nuôi cháu này, là nói chung là bao nhiêu tiền của rồi gom góp. Rồi từ lúc mà
ba mẹ bỏ tới vợ thì có liên hệ được với ba mẹ của bé không chú? Là mắc liên lạc được với ba mẹ của bé luôn. Chú chạy xe lôi thì được mấy năm rồi? Mấy năm rồi đó. Đâu dư đâu, nhiều quá nhiều. Dạ. Hồi xưa thì mình có đỡ không chú? Hồi trước á, hồi lúc mà trẻ thì cái cuộc sống mình nó có đỡ không? Hay là cũng chỉ đạp xe lôi, xích lôi thôi? Đâu dư đâu. Dạ. Ở nhà thì ba người nhưng mà bệnh hết hai người rồi. Chú rồi có mang bệnh gì trong người luôn không? À, cũng tiểu đường luôn mà chắc nhẹ hơn cháu này. Dạ, rồi thằng bé này thì bác sĩ có nói tới cái phương án mà điều trị hay là chị dứt điểm cho bé không chú? Thằng bác hổng vô chổng thì kêu nằm thương 7 bữa. Dạ. Theo dõi tiền đâu thì vô chổng rồi nuôi đó. Dạ. Mỗi lần vô là test 100 ngàn, vô có test 100 rồi tiền đâu. À, là người ta kêu nhập viện đó ha. Ừ. Rồi hàng ngày mà khi mà chú đi chạy xe lôi rồi cô cũng đi bán vé số thì bé này ở nhà với ai? Dẫn theo á, theo xe lôi. À là theo. chú chở theo luôn ha. Ừ, có mấy bữa là con thấy là bé đi theo chú luôn. 15 tuổi rồi nhưng mà không nghe, cũng không thấy, cũng không nói chuyện được luôn. À, có khi nào bé nó nhận biết được không chú? Ra dấu. À ra dấu ha. Mắt thì do ảnh hưởng của căn bệnh tiểu đường cho nên là em cũng không có thấy đường luôn rồi. Ở đây thì nhà trọ hồi nãy thì chú nói là một tháng mình đóng 600 ngàn chú ha. Ừ. Là điện nước rồi ra chắc cũng là... cũng gần 1 triệu. Dạ cũng gần 1 triệu luôn ha. À, cho con xin được phép quay một vòng cái căn trọ mình ha cô chú ha. Dạ. Ba người ở trong một cái căn trọ nhưng mà đã có hai người mang... bệnh hiểm nghèo rồi. Trời ở ngoài thì cũng đang mưa cô chú anh chị. À, những người con của cô chú thì có thường hay về thăm cô chú không? Không có luôn. Nó có vợ khổ rồi đâu thân mình nó còn lại cúng con mà ngoại nữa. Dạ. Có là mua chút đỉnh cũng có rồi thôi vậy. Dạ. Cô thì con thấy như là cô cũng có tí gì đó xúc động rồi, cô có muốn nói gì không cô? À, chú nói lớn vậy cho cô con hỏi cô là cô có muốn nói gì không? Nói nghe. Lãng tai là không có nghe rõ luôn. Cô có mong muốn gì cho cháu mình không? Cô có mong muốn gì cho bé Vàng không? Dạ cô nói ha. Có ngày ăn bánh canh rồi ngày ba cử. Dạ. Một cử 25 ngàn, ba cử mà không dám cho cơm. Ăn cơm chở lên đường. Dạ. Bây giờ bán vé số lợi nhiêu nào mua đã ăn tiền. Dạ. À, cô có mong muốn gì cho cháu mình không? Dạ. Là chỉ... Không dạ gì cô cái này không muốn gì nói cho dạ. Ta nghe ta giúp đỡ cho gì lùng bây giờ dạ cô không có nghe rõ nữa trời ơi giờ là chú là trụ cột chính của gia đình à, cô đi bán như vậy thì có hay bị người ta dụ giống như là gạt vé số gì không? Cô bán vé số lâu chưa chú? Mới mấy năm mà. À, một ngày cô đi bán vậy thì bao nhiêu tờ chú? 100 à. Là 100 tờ thôi. Rồi bán vòng vòng đây rồi về. À, trên tay chú cầm đó là mấy cái ống thử đó. À, ống chích đó chú ha. Dành riêng cho người tiểu đường. À, là một ngày chích mấy ống vậy? Một ngày 2 mũi. À. À, là một ngày chích 2 mũi, sáng 1 mũi, chiều 1 mũi.
Đó. Thì ngoài cái căn bệnh tiểu đường mà chích thuốc vậy thôi, còn mấy cái căn bệnh khác thì bé không có dùng thuốc gì đúng không cô chú? Không có. Bây giờ bị tiêm chích thuốc. Dạ. Khi mà con quay video này lên nè, rồi ở trên cộng đồng mạng đó, nếu mà như mà cha mẹ của bé Vàng đây đó có vô tình thấy được cái hoàn cảnh của cháu Vàng như vậy nè với lại cô chú, thì bây giờ chú có muốn nói gì một câu với con của mình không? Dạ. Cũng không biết nói gì luôn ơi giờ hả chú ha. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ thì gia đình mình có nợ nần gì bên ngoài không? Nợ nhà trọ 5 triệu rồi đó. À, là chỉ thiếu tiền nhà trọ rồi ha. 5 triệu rồi. Dạ, nhưng mà nhà trọ thì mình ở đây thì người ta cũng dễ mà cô chú ha. Cũng đỡ. Ở đây thì chủ trọ có dễ không? Dạ. Giống như là mình thiếu ha. Rồi lúc mà dịch đó thì mình làm cái công việc gì để mà xoay sở trong gia đình? À, chạy lên trên nghĩa trang trên này đó chú ha. Dạ. Dạ. Rồi hôm qua nay mưa nè, rồi cái công việc của chú đạp xe lôi đó nó như thế nào, chú có ổn không? Ổn gì, gậu bà luôn thì thi. Là trời mưa là rồi ha. Thi đến tư giận rồi đó, tư giận bỏ y cái này khổ. Dạ. Tính chết rồi. Chú tự dặn rồi sao được, còn cháu với lại cô đây nữa không được. Cuộc sống mà nó đâu có lúc nào mà nó màu hồng đâu, nó có phải màu này màu kia chứ ha. Thì khổ cái tiền ba từ trên ra. Dạ. Gầu của bà luôn. Dạ. Chú cứ nghe điện thoại đi. Trời mưa là ở đây gió hết trơn. Nghèo khổ không có ai gì đâu. Dạ. Chúc đi. Thì hôm nay con vào để mà tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình mình, thì con cũng đã ghi nhận được cái hoàn cảnh của cô chú, và điều đặc biệt đó là ở cháu Vàng đây còn rất là nhỏ tuổi nhưng mà mang trong người một cái căn bệnh hiểm nghèo vậy, rồi thì chú cũng phải bươn chải. Thì hôm nay để con xin được phép thay mặt cho cô Lan ở Mỹ, xin được phép gửi cho gia đình mình một cái phần quà 500.000 để mình trang trải trong cái mùa mưa bão này cô chú ha. Hy vọng là cái phần quà này sẽ giúp được cho cô chú trong cái mùa mưa bão này, nó vượt qua tạm thời cái khó khăn cô chú nha. Cảm ơn cô Lan nhiều ha. Dạ. Đây con xin được phép thay mặt cho cô Lan ở Mỹ xin được phép gửi cho cô chú. Cảm ơn cô Lan nhiều quá. Dạ. Con cũng xin được phép thay mặt cho cô Lan chúc cho chú được nhiều sức khỏe, chúc cho cháu Vàng này luôn mạnh khỏe, và chúc cô luôn mạnh khỏe, và gia đình mình lúc nào cũng sẽ gặp được nhiều may mắn chú ha. Cuộc sống thì nó khó khăn, nó cũng không phải mới khó khăn đây, mình đã khó khăn lâu rồi, thì mình cứ việc sống tốt thì mọi điều may mắn suôn sẻ nó sẽ đến với mình cô chú nha. Dạ. Dạ, thì Trung cũng xin được phép thay mặt cho cô chú đây, gia đình cô chú cũng xin được phép gửi một lời cảm ơn chân thành đến cô Lan đã hỗ trợ cho gia đình một cái phần quà trong cái mùa mưa bão này. Thì con cũng xin được phép dừng cái video và xin được phép hẹn gặp lại cô chú mình ở một cái video sau. Dạ, con xin chào cô. Dạ, chào cô chú. Dạ.